gái nhà ai mà đẹp thế này? Ngây ngất. Ôi giời, ôi giời, ôi giời, ôi giời, ôi giời. Có lẽ duyên là từ khi gặp em, bối rối chỉ bằng mượn nợ để làm quen. Theo anh đưa em qua khắp lối, hòa bức tranh kể chuyện tình đẹp đây rồi. Bao nhiêu năm tháng đằng sau, đã đi qua hết buồn đau. Cho một lời hứa mãi mong sau này vẫn có nhau. Đêm anh ngồi là chờ ông trông, thương mong người thì người còn thương không? Xa bao ngày thì người còn thương không? Cùng nhìn về phương xa yao yao. Tình bằng có cái trong cờ, tình bằng có cái trong cờ, tình bằng có cái trong cờ, tình bằng có, tình bằng có, tình bằng có cái trong cờ. Khe là khe vô vô ôm ấy bồng mà đền bồng, ôm ấy bồng mà đền bồng. Tan tình con xích, một bay tan tình con xích. Ôm ấy lội 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 sông, ôm ấy đi tìm em nhớ thương ai. Đôi con mắt ôm ấy lìm dim, đôi con mắt ôm ấy lìm dim. Một bay tan tình con nhện. Ấy mây răng tơ, răng tơ ấy mây đi tìm em nhớ thương ai. Duyên nợ khách tang bồng, duyên nợ khách tang bồng. Bừng nhiên anh ra đi mang theo duyên người xa, mong người về vì quy một trời hoa. Chỉ kẻ làm trai anh băng qua bao chông gai, chân bước đi hiên ngang. Gian nan vây chân trời, cây non đang đấm chồi vươn qua tầm thôi. Con tim mang tang bồng bốc cháy như than hầu, mang giấc mơ để bay xa, giấc mơ để bay xa, giấc mơ để bay xa, mang giấc mơ để bay xa, giấc mơ để bay xa. Đôi chân sông pha đi. Như nắng ấm áp mùa đông.
chậm trổ. Đi qua bao nơi như ngày mà mình đã có những ký ức ngây ngô. Về đến em ơi em chưa say nổ. Em có về dòng sông hồng náo nước mùa hè, dạng tre bay mía má xanh bờ đê. Trong năm 1946, đồng bào cả nước hưởng ứng cuộc vận động may áo trấn thủ dành tặng các chiến sĩ miền xa với tình hậu phương đậm đà, thương mến. Đông ghệ nhớ bạn Tòng Chinh, tự tay đàn áo tỏ tình mến yêu. Ai ơi bầu bạn sớm chiều, khuyên người chiến sĩ lập nhiều chiến ngờ. Sắc rung cây lá lá bay, một mùa đông bao người đàn áo. Gió mua theo mây, người nào đem manh áo tới đây cho người lính đêm đông này. Này người ơi tôi nhớ thấy nhiều người bạn tôi trong nắng quay chiều. Ngôi miền quê Đà Nẵng. Này người ơi tôi nhớ thấy nhiều người mẹ mong con ngóng những chiều chờ cầm áo đưa theo. Đứng gác đêm qua nhìn về muôn phương khuất khuất xa. Chào màu cờ lăng trên áo. Này người ơi có thấy phút nào từng đoàn quân khâu áo nhung đạo thấy cờ cuốn lên một người đi với lục
cười hát yêu, hai người vui biết bao nhiêu. Một người lặng lẽ buồn hiu đứng nhìn. Ladies and gentlemen, welcome to the Wonderland. Mời trên bàn, thời gian nghĩa điều rõ ràng, lại một đám mừng ở trong làng, ngõ tề cũng dừng thì hoảng mang. Rồi ngày cưới rộn ràng khắp vùng, ta chấp chân tới già sẽ đi cùng. Nhiều ngày tháng giờ này thương phùng, mà lòng cay cay cay. Giờ đã là vợ người ta, áo trắng cô dâu cầm hoa, nhạc tung tóe thanh niên hòa ca. Vài ba đưa lên lân lưu theo, ấy là thành đám cưới em với người ta. Anh biết rồi anh mà xa, tình yêu ấy ngày xa càng xa. Buồn hay là la la. Chơi này từ vì đâu đây? It's okay, em cứ gió hơi đầy. Tụ lượng không cao, không sao. Giữ cao tay lên nào. Cụ hãy on stay. Hey, hey, I see we the we are now. Hey. Anh chỉ muốn hỏi em bảo anh chẳng chúng ta dài sâu. Chắc chắn sẽ biển đâu, chắc đầu như này đâu. Sau này vội tới với người mới xong mời cưới. Anh ở dưới ôm tiền lối cho miệng cuối chưa kịp nuôi. Cũng đã đến lúc em hạnh phúc lên tốt thật rồi. Yêu tư các cuộc thương trên chút thì đã trội. Buồn buồn là hai, tiêu buồn thành sai. Một người lẻ loi mong em bước về, mà nào ngờ đâu anh quên nước thề. Một người mãi mê anh trao giấc mình, bàng hoàng nhưng đã sống giấc mình. Lòng ngỡ ngơ, ai đi qua sông lỡ quên bên bờ khi anh bất ngờ cũng đã đến giờ. Giờ em đã là vợ người ta, áo trắng cô dâu cầm hoa, nhạc tung tóe thanh niên hoa ca. Vài ba đứa lời lơ lơ theo, anh là thành đám cưới em với người ta. Anh biết do anh mà ra, tình yêu ấy ngày sau trời xa. Buồn hay là giờ em đã là vợ người ta, hãy sống vui hơn ngày qua. Nhạc cũng là thanh niên rồi ba, còn đang sắp tới đưa ngỡ để ta nghe cưới anh theo người ta. Anh đang nghe lời hồn ma, ngày hôm ấy như kéo dài ra. Buồn hay là la la. Giờ em đã là gì ạ? Vợ người ta. Sát truy lùng tang vật của một phi vụ lừa đảo gây thiệt hại đến con số hàng trăm tỷ đồng. Nhìn về từng ngày vừa đi qua đây vẫn thấy ly lâm đang cay. Rồi chuyện xưa đừng buồn nữa, đừng ngồi vu vơ. Dẹp hết gột sạch thế. Ngày dài vừa chết còn gì mà nhắm đến. Yêu cần làm là vui lên. Về đường dài còn bao trông gai. Yêu theo mây có thấy ai. Lỡ rằng vụt bay nụ cười ấy, nụ cười em đây. Lột xác tay người khác. Nặng nề ngày tháng còn gì buồn chán. Bay lên vỡ nát.
cho ta vui như lúc bé thơ ngày xưa. Hôm không mệt nhoài, hát một mình, hát cùng bàn tay xinh, cho ta say như lúc mới yêu điên dài, nhớ thương mẹ mệt nhoài. Hôm nào ta ngỡ ta như trong cơn mơ. Nhìn ở đời mình bao lâu nay vẫn thế đây lòng đắng cay. Hết chuyện buồn đến chuyện buồn hơn chẳng thể ngơi tay. Dẹp hết lột sạch hết ngày dài vượt chết còn gì mà nhắm đến. Điều cần làm là vui lên. Nhìn về đường dài hình xuống tương lai, nếu kéo máy có thay ai. Nếu chợt ngày mai mình đổi thay, vẫn nhẹn trong tay. Lột xác thành người khác, nặng nề ngày tháng cổ suy buồn chán. Bay lên vỡ nát. Cho ta vui như lúc bên thơ ngày. Sớm hôm không mệt nhoài, hát một mình, hát cùng bàn tay xinh. Cho ta say như lúc mới yêu điên dài, nhớ thương em mệt mỏi. Hôm nào ta ngỡ ta như trong cơn mơ. Yeah, trong cơn mơ. Hey, 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 hey. Có những lúc nhìn nhỏ tưởng như là khó, tưởng như là khó, tưởng như là khó. Có những lúc nhìn nhỏ tưởng như là khó. Say what, say what. Có những lúc thiệt lòi như một chuyện chắc chắn nhảm nhỏ. Có những lúc ngặt nghèo tưởng như xong là xong rồi đó. Nhưng nghĩ lại một chuyện chẳng đáng mà lo, chỉ là chuyện nhỏ. Hey, những chuyện bạc quá to, quá to, khiến cho mình quên đi nghèo khó. Chỉ cần ta ôm trọn được nó, từ giờ sẽ chẳng cần so đo. Điều đó cũng có nghĩa phải từ bỏ tất cả lòng tự trọng để biến cái không thành có. Thà rằng ta cứ sống như cách được học từ nhỏ, đói cho sạch, rách cho thơm tho. Nào hãy vui lên nào bạn nhé. Đời khó khăn chỉ là lẽ thường. Và giờ hãy vui lên nào bạn nhé. Trong gai thứ bảy hàng tuần 20 giờ trên kênh VTV3, 20 giờ 30 trên YouTube Giao Quanh Show. Nhấn nút theo dõi kênh YouTube Giao Quanh Show, xem ngay anh trai vượt ngàn trong gai.